Hôm nay sẽ hướng dẫn cách phay chi tiết này trên máy CNC. Đây là các bước từ tạo phôi cho đến khi chọn dao và dụng cụ. Này chỉ là một sản phẩm mẫu mà thôi. Sản phẩm này lấy theo là hình trụ. Chi tiết này được gá cho máy CNC bằng mâm cặp ba chấu. Rồi, ban đầu thì coi như chọn sản phẩm xong sẽ bấm vào phần design, chọn manufacture. Rồi thông thường thì coi như nó sẽ tự chọn cho mình cái tâm sản phẩm như vậy, còn nếu không có thì mình có thể là chọn lại cho nó. Rồi ok, đây là coi như sản phẩm nó sẽ đã tự lấy ra được cái phôi cho mình. Thì đây là cái phôi sẽ gá cho máy CNC. Rồi ok, còn nếu mà muốn vào chỉnh sửa cái phôi này cho nó cao hơn hay dài hơn thì là tùy, bấm phần edit, tiếp chuột phải bấm vào edit, đây chọn nhóm này, chọn milling, rồi chọn điểm chọn phôi. Điểm chọn phôi là ở trên với z là hướng lên. Rồi có X và Y. Ok. Rồi bước này đã xong. Bấm qua ok, xác nhận là đây là sản phẩm mình sẽ chọn. Tiếp theo thì muốn phay cái này thì nó có vài cái cách chọn dao. Thì trong phần này nó có phần là 2D Adaptive Clearing, tức là bấm vào thì nó sẽ đưa ra cho mình cái gợi ý. Lúc này chỉ việc bấm và sẽ coi cái hướng dẫn của mình. Lúc này là nó yêu cầu mình chọn dao, thì hiện tại đang chọn là con dao đường kính là 7,9 mm, dao là 8 ly. Rồi, nhưng mà cái sản phẩm chi tiết này nó hơi nhỏ. Đây là kiểm tra đây. Đây. Cái bán kính ở đây nó chỉ có là 6,65 mm thôi, cho nên có thể là mình chọn cái một con dao nhỏ hơn để thử sản phẩm. Rồi bấm select. Rồi trong đây là cái thư viện dao của mình. Ở đây mình có con nhỏ hơn là con 1 mm, nên nhớ cái này chỉ là test thử sản phẩm chứ không phải là làm thật. Rồi ok, các thông số cứ để mặc định thôi. Thì trong này có phần là geometry, đây cái phần nó sẽ chạy trước mắt đây. Ok, chọn phần thoát dao, phần an toàn của dao. Rồi ok, rồi dung sai là 0,1 mm, đường dây an toàn, bán kính dao, đường kính dao là 0,4 mm, dạng clamp, lượng phôi chừa dư gia công là 0,5 mm, sửa lại 0,25 mm thôi. Rồi ok, rồi ví dụ như chọn cho nó trước mắt ok đi. Rồi những cái thông số này lát nữa sẽ giải thích. Rồi phần pocket chưa chọn. Chọn đây cho nó. Lưu ý đây là 2D Adaptive nha. Ok. Rồi lúc này là chương trình nó sẽ tự chạy dao ra cho mình. Rồi. Đây. Thời gian gia công của nó là 24 giây. Bấm chuột phải vào đây, chọn là simulate. Rồi đó, simulate đây, vừa thấy phôi vừa thấy sản phẩm. Rồi chậm lại, ok, cho khởi động. Rồi
tạm dừng ở đây, tắt cái đường dạy giao đi, tắt cái toolpath đi, rồi mở cái ceramic pan lên, tắt cái phần coi như làm sáng lên, rồi để lát nữa sẽ xem con dao nó chạy. Đó, nó chạy xuống hẳn nguyên con dao một ly luôn. Đây chỉ là mới hướng dẫn trong cái việc là sử dụng công cụ để cho phay ra được sản phẩm, chứ không nói là đây là cách phay chính xác cũng như thông số chính xác. Đây chỉ những là những thông số gợi ý. Rồi, ok. Rồi, tương đối. Rồi, xong. Exit Simulation. Rồi, lúc này sẽ ra là xuất G-code. Click chuột phải vào. Khi đã vừa ý với cái này thì chỉ còn là click chuột phải vào để chọn là xuất G-code là cho chạy luôn. Chọn Post Process. Rồi, lúc này đây là cái cửa sổ, lúc mình sẽ chọn cái máy mình đang sử dụng. Ở đây là có máy là Phoenix hoặc là Hass. Rồi, chọn Phoenix. Rồi, cứ pause. Rồi, lúc này nó sẽ chạy lên ra và phải ra cái G-code này. Thì cái G-code này chỉ việc là sửa và code tùy theo máy CNC mình đang sử dụng, tùy theo dòng đời phanh nút luôn, cho nên là chú ý sửa khi sửa G-code. Rồi, lúc này G-code là đã có thể sử dụng, đem copy chép vào USB và truyền cho máy thông qua bộ DNC hoặc là cắm trực tiếp.